Tóc Sản Đất Việt kính chào cô chú anh chị. Hôm nay ngày mới, xin chúc được cho gia sức khỏe, công việc làm ăn phát tài phát đạt nha. Thì hôm nay gia chủ ký gửi em một cái căn nhà vườn anh chị, nằm ở đường này là đường huyện lộ 28C, đường nhựa rất là rộng luôn chị, hai xe ô tô tránh rất là thoải mái luôn nha. Ở đây thì mình có đèn đường nè, điện nước, cáp, wifi đầy đủ hết nha anh chị. Với ngang mặt tiền đường nhựa này là 19, chiều sâu là 72 là bên ta phải nha, còn bên tay trái mình chiều sâu khoảng là vô khoảng 24, đá chữ L bên tay trái anh chị, vô khoảng 12 mét dài hết đất luôn. Phía sau nở hậu ra là 45 mét anh chị. Mình mua đất và nhà nở hậu rất là tốt nha, và căn nhà mình có thổ cư là 100 mét vuông nha, nằm hướng bắc. Địa chỉ đây là ở ấp Mỹ Trường, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hướng này thì anh chị đi khoảng là 5 km nữa sẽ đụng đường quốc lộ 50 anh chị ha. Rồi để quay một vòng mình xem nha. Đây hàng xóm anh chị ha, rất là sung túc. Đó. Kế bên căn nhà mình đây là cái căn biệt thự. Đó, rất là đẹp chị thấy không? Kế bên nhà mình. Đây thì cũng có bán nước mía, trái cây rồi sinh tố anh chị ha. Ở đường này thì kinh doanh buôn bán rất là nhiều nha anh chị. Ở đây thì đường nhựa mà, dân cư thì rất là đông, và đường này xe rất là nhiều nữa chị ha, nên buôn bán mặt hàng nào cũng được hết. Còn cái hướng ngược lại thì anh chị đi thẳng đường này nè, 150m thôi là sẽ đụng tới trường học rồi anh chị nha. Còn chạy một đoạn nữa là ra đụng tới đường nhựa, ở đó thì có cái chợ Phú Kiết, Quỹ Ban, rồi Điện Máy Xanh đó, và nhiều tiện ích khác là khoảng là 700m đổ lại là tới chị ha. Em thấy ở đây thì vị trí rất là đẹp chị ha, toàn là ưu điểm không, chỉ có một khuyết điểm duy nhất là mình đừng ở đường nhựa nè, mình về mình nới cái cầu rộng ra ô tô mình vô được nha, tại vì trước nhà mình có một cái view kinh đó. Hiện tại là chủ không có xe ô tô anh chị, thì bắt xe máy thôi, mình về nới cái cầu bự ra nếu mình có xe ô tô xe tải ha. Đó, chỉ có một khuyết điểm thôi, ngoài ra thì đây vị trí rất là đẹp đó, có sông nước thì rất là mát rồi nè, gần chợ gần tiện ích nè đó, mình vừa ở vừa kinh doanh buôn bán luôn. Rồi để em chỉ ranh giới mình nắm nha. Thì cái vị trí từ vị trí giáp ranh cái căn biệt thự này nè chị, đây đó, tính từ mấy chỗ em đứng nè, chỗ đất liền từ nhựa ha, đó, vô cái bên trong có bức tường đó, chiều sau này là vô khoảng là 24 mét, sông đá chữ L sau lưng cái căn biệt thự này nè, đá khoảng 12 mét thôi chị, sông dài hết đất luôn. Và phía sau mình bung nở hậu 45 đó, một mặt cái hậu rất là đẹp luôn, rất là rộng anh chị ha. Cái cầu thì chủ bắt bên tay phải anh chị ha, đó, cầu xe máy thôi đó anh chị ha, một cái không gian rất là mát, rất là thoáng luôn đó. Đây là cái view kênh này cũng hơi rộng anh chị ha, khoảng là em thấy khoảng 10-20 mét anh chị ha, rất là rộng. Nước này thì kinh này thì nước ra vô nên mình cũng rất yên tâm chị ha. Nhà anh chị ha, rất là đông đúc luôn. Rồi qua bên tới bên tay phải đây, ngay cái cầu luôn, ngay cái ganh luôn chị ha. Rồi, ngay ganh luôn. Ở chiều sau này là 72 thẳng ra phía sau luôn chị ha. Ở đây thì cái cầu này đi hai hộ, hộ thì người em là cần bán, còn đây là người anh đó, cái cầu này có hai hộ anh em đi thôi chị nha, nên chị rất yên tâm. Rồi em xin mời chị nha, giờ em sẽ đi vô cái căn nhà mình tham quan nhanh chị. Đây xe chị không, lưu thông rất là nhiều, đây mình làm cái cầu rộng rộng mình buôn bán luôn chị, nó có khoảng là 20 mét đó chị, cái kênh này hơi lớn nè. Chiều chiều chị có thể ra đây câu cá vị trí nè đó, ngồi trước thì chơi hóng mát rất là tuyệt vời nha. Ở trước cái sân mình thì có trồng vài cây dừa, khoảng gần hơn 10 năm rồi, đang cho trái luôn nha. Đây cái ganh nè. Đó, đây thì xây nhà ngay cái ganh luôn rồi nên mình không cần làm gạo chị ha. Đó, thẳng phía sau. Có bên ta phải là 72 nè. Còn đây là nhà của người anh ha. Đó, cái cầu để đi hai hộ thôi.
À, đây là không gian cái sân chị không, à, rất là thoáng, à, rất là rộng rãi luôn. À, nếu mình có tiền á mình về mình làm cái máy tiệt chế ở trước chị ha, cho nó mát không chị. Đó, thì mình dọn đây thì mình có thể mình có đám tiệc rồi đó. Đó, đại bàn rất là thoải mái luôn nha, không gian rất là rộng. À, dừa đang cho trái luôn, phía sau dừa còn trái nhiều hơn đó anh chị ha. Ở trước cái sân thì cũng trồng một số cái chậu như là vô cái bông trang và mai vàng anh chị và bông giấy. Đó. Cái nhà thì rất là to luôn á, nhà thì xây dựng thì nhà cấp 4 nhưng mà rất là kiên cố, cái nền rất là cao luôn chị thấy không? Đó. Tại nhà này xây dựng để ở chứ không phải kinh doanh buôn bán nên mình mua mình rất yên tâm, mình mua làm về ở liền luôn nha anh chị. Đó, mình hỏi suy nghĩ nha. Đây một số cái bông giấy nè chị ha. Rồi em xin mời chị nha, giờ em sẽ đi vô bên trong căn nhà mình tham quan ha, rồi em sẽ đi vô cái phía sau luôn nha. Ở trước á, thì với mấy cái trụ cột nhà á, thì gia chủ cũng ốp hết anh chị ha. Đó, rất là sạch sẽ luôn. Đó, nền nhà rất là cao, em thấy rất là thông thoáng anh chị. Đây hiện tại bên tay trái mình đã làm rào khoảng 4 mét này, mình vừa khỏi làm chị. Đây có lối đi ra sau khoảng 1 mét mấy nè. Cái video em hơi dài nha, tại vì căn nhà vườn này rất là lớn chị. Đó em quay kỹ từng chi tiết luôn, để nhiều lúc anh chị ở xa hay là công việc bận rộn á, mình đỡ mất thời gian mình lên xuống anh chị ha. Đó mình mua là mình về là mình thương lượng mình chốt trong ngày luôn nha anh chị. Hiện tại thì đã có sổ riêng rồi đó, mình cũng rất là yên tâm nữa anh chị ha. Cửa thì ở đây là đó, ba bên cửa anh chị, một bên nè, ở đây hai bên, ba bên cửa anh chị ha. Thiết kế là cửa nhôm lồng kiến. Đây là không gian phòng khách của gia chủ anh chị ha. Đó. Nhà này giống như xây kiểu ba gian anh chị ha. Thì làm nhà rất là rộng chị ha. Đây là ngợp ngói anh chị ha, chưa có đóng lập phòng. Rồi để em quay sơ mấy cái phòng ngủ cho mình tham quan nha anh chị, rồi em sẽ ra phía sau nha. Giá thì em thấy cũng rất là hợp lý chị, đường nhựa mà tính ra có 2.896 m², giá chỉ có là 2.8 tỷ thôi. Tính ra là 1 tỷ 1 công anh chị. Mà mặt tiền đường nhựa nha chị. Đây là phòng ngủ ha, bên trong. Đó thì cũng rất là đơn giản ha chị nha. Rồi, mình qua bên cái bên tập phải ha. Phải ở đây thì cũng có chỗ để xe. Đây là không gian giải trí nè. Đó, thì nhà em thấy thiết kế cửa sổ rất nhiều, rất là thông thoáng nha anh chị. Đây đây có đổ để tivi. Đó. Nhiều thứ bảy nhật rồi đó, mình nghỉ làm á chị ha. Thì gia đình mình ca nhạc giải trí đó, rất là tuyệt vời ha. Đây là không gian phía sau. Đây còn một phòng ngủ nữa nè. Đây. Đó, phòng ngủ thì rất là đơn giản hả chị nha. Đây thì cũng có chỗ gia chủ xây gạch lên chị làm cái giường anh chị ha, để mấy đồ đạc lên đây cho nó gọn anh chị ha. Còn đây là một gian đó nè. Đây một gian này thì có một cái sàn nước để rửa chén bát nè. Đó rồi kế bên đó nhà vệ sinh, nhà tắm anh chị ha. Rồi đây chỗ nấu ăn ở khu vực bên đây. Nhà thì em thấy thiết kế rất là rộng anh chị. Đó. Đó, chỗ đút củi anh chị ha. Rồi kế bên đây nấu bếp ga, rồi kế bên có tủ lạnh. Đó, đầy đủ hết nha anh chị. Còn đây cũng có một phòng ngủ nữa nè. Nhà em thấy thì ba phòng ngủ luôn anh chị. Đây. Phòng thì cũng vừa phải thôi chứ không có lớn, cũng có văn mồng ngủ nữa chị ha. Tại đây có mũi á. Rồi em xin mời chị nha, giờ em sẽ đi ra cái không gian phía sau mình thông quan vườn cây ăn trái nha anh chị. Còn đây là có chỗ để có máy giặt ở đây. Đó, đây nhà tắm, nhà vệ sinh. Đó, tắm nhà vệ sinh nằm đây chị ha. Hết hồn. Đây nhà tắm vệ sinh thì cũng có lót nền rồi cũng ấp gạch lên cao 1m8 nha anh chị. Đây đây cũng có một số hàng lưu nữa nè. Đó, hàng lưu để hứng nước mưa anh chị ha, dùng anh chị ha. Phía sau đây thì gia chủ cũng nuôi một số gà anh chị ha. Đây là không gian phía sau nhà nè.
đó, mình về mình thiết kế lại mới có đường nước này. Nếu mình nuôi gà mình thiết kế lại mình đi âm dưới chị ha, đó, để trên đây thì hơi dơ đó, có thiết kế nuôi gà ở đây đó, mình về chứ không mình không nuôi gà, mình giải phóng một chỗ này luôn đó chị ha. Rất là nhiều chuồng gà chị thấy không, giờ cũng bán em thấy thì chủ nó bán hết rồi chị, để bán căn nhà này chị ha. Đó, dừa nè, cao khoảng là 3 mét nè, trái quần cây luôn chị thấy không. Phía sau đi làm một cái không gian rất là cao, lập ton đó chị, để nuôi gà anh chị ha. Đây giống như trang trại anh chị, rất là lớn luôn. Đây đá và chữ L chỗ này anh chị, để em chỉ cho mình xem luôn ha. Ở đây cũng có một số thỏ đó nè, thỏ con. Đây hết cái nhà lầu bên tay trái nè, em nói đá và chữ L bên đây nè anh chị ha. Đây đó, mình hồng nãy em quay nè, hết cái này bắt đầu đá và chữ L qua khoảng là đá phải 12 mét, xong rồi dài ra phía sau hết đất luôn chị ha. Nên cái sau mà nó nở hậu ra là 45 đó, nở hậu rất là rộng luôn chị nha. Đó, giờ không còn một con nào ở đây chị thấy không, gia chủ bán hết rồi đó. Đây là ranh giới bên tay trái chiều sâu đó, đó chị không có hàng dừa bên kia đó, có hàng rào xây lên khoảng là nửa mét rồi kéo lưới chị ha. Đó, gắp canh mình có nhà ở nè. Dừa phía sau đây trồng cũng rất là lâu năm anh chị, khoảng 25 năm anh chị ha, cũng đang cho trái luôn. Đây có một cái ao nuôi cá. Rồi để em ra cái ranh cuối cùng luôn, để em chỉ ranh giới cho mình nắm nha. Đây, rất là nhiều chuồng luôn nhưng mà giờ bán hết anh chị, không còn con nào nha. Trên đất và căn nhà mình anh chị thì có một cái mồ. Cái mồ đó thì chủ nếu mình mua thì chủ bóc đi chị nha, có một cái mồ. Chủ nó đâu góc bên tay trái nè, đây để em quay kỹ cho mình xem luôn. À, đây là không gian phía sau chị. À, dừa nè, dừa thì gia chủ trồng hai đợt chị, trồng được có khoảng là 60 năm rồi, đợt thì 25 năm, đợt thì khoảng 10 năm, trồng rất là nhiều đợt chị. Đây. Mỗi clip thì có một cái ao nha chị, đây, cái ao đây. Còn đây là cái mồ nè, đây nãy em nói nè, có một cái mồ trên đất mình. Đó, cái mồ này cũng rất là lâu rồi anh chị ha, thì nếu mình mua thì chủ sẽ bóc cái mồ đi. Đó, tại cái mồ người nhà anh chị ha, nên cũng rất yên tâm nha anh chị nếu mình mua nha. Rồi em sẽ cố gắng ra cái ranh cuối cùng luôn ha, để mình nắm ranh giới nha anh chị. Đây bên kia thì dở mấy cái trụ cột hết anh chị ha. Đó thì trước thì cũng xây ra tới đây nè, là mấy tiền chế đây nè chị, nuôi mấy gà đây nè, giờ chỗ đã dở toàn hết rồi. Đó, không gian rất là trống chị ha. Và đây là một cái ao rất là lớn nè, đó mình mua mình về ở đây để nuôi cá luôn nha anh chị, ao rất là lớn. Wow, vừa trái xum xê luôn chị. Đó, nhìn rất là mê luôn. Cái ranh giới cuối cùng của mình ở đây thì em thấy thì có một cái hàng rào đó, mình mua thì mình rất yên tâm nha, tại đất mình đã có sổ riêng và có hàng rào ranh giới hết đây, và thổ cư là 100 mét vuông nữa. Đây dừa này chắc khoảng 3 mét đó chị. Rồi đây là ranh giới cuối cùng của căn nhà và đất của mình nha anh chị ha. Phía đây thì có một cái hàng rào cao khoảng là 2 mét anh chị. Đây đây là ranh giới cuối cùng của mình nha anh chị ha. Rồi để quay lên cho chị xem. Đó, hàng dừa bên nè rất là cao, hàng dừa này trồng 25 năm nãy em nói nè. Đó, trái cũng còn cây luôn. Rồi để em tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái căn nhà vườn nằm ở mặt tiền đường nhựa, ở trước thì có một cái kinh rất là mát mẻ ha. Lên tổng diện tích là 2.896 mét vuông. Giá bán chỉ có là 2.800.000 thôi, mặt tiền đường nhựa nha. Có thổ cư trên căn nhà mình là 100 mét vuông rồi anh chị.
Quý khách hàng cũng đừng quên bấm một like ha, một chia sẻ ha, một nút đăng ký dung hình để tương tác với em, để em có động lực quay những video mới thì đất và nhà, giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú nha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ em xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.